Đây chính là những cái món ăn khoái khẩu của tế bào ung thư. Chúng ta đang nuôi dưỡng chúng hàng ngày mà không hề hay biết. Thế thì cái nguyên nhân mà dẫn tới ung thư thì có rất là nhiều các nguyên nhân khác nhau. Nhưng ngày nay thì đa phần đó là do cái chế độ ăn uống, cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Những cái đồ ăn mà chúng ta ưa thích nhất thì cũng có thể là cái thứ mà tế bào ung thư ưa thích nhất. Vì vậy các cô bác anh chị chúng ta hãy tránh xa 10 cái món ăn này nhé. Đầu tiên đó chính là đường. Vượt quá 25g đường mỗi ngày là rất nguy hiểm. Một số người nói rằng đường sẽ nuôi dưỡng tế bào ung thư, mặc dù điều này không hoàn toàn là chính xác, nhưng một cái chế độ ăn uống nhiều đường thực sự có liên quan tới cái bệnh ung thư. Nhiều các cái cuộc nghiên cứu thì đã chứng minh được rằng đường có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư cũng như là tăng cái mức độ di căn của ung thư nữa. Cụ thể thì các nhà khoa học người Thụy Điển đã thực hiện một cái cuộc khảo sát với 80.000 người trong 9 năm và người ta phát hiện ra cái việc mà ăn quá nhiều đường, những cái đồ uống ngọt hay là mứt thì nó sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy. Bởi vì khi mà chúng ta ăn những cái đồ ngọt nhiều như vậy thì nó sẽ làm cho cái quá trình bài tiết insulin nó diễn ra nhanh hơn, sản sinh ra cái lượng insulin dư thừa và đây cũng trở thành một cái yếu tố mà gây ra bệnh ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó thì các cái nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Ung thư Anderson, Đại học Texas thì người ta đã phát hiện ra rằng khi mà cho những cái con chuột ăn một cái chế độ ăn nhiều đường ấy thì chúng thường có cái xu hướng là phát triển các cái khối u tuyến vú giống như là ung thư vú ở con người chúng ta vậy. Ngoài ra những cái khối u này nó dễ di căn hơn so với bình thường. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới thì khuyến cáo chúng ta đó là nên khống chế cái lượng đường hấp thu hàng ngày vào bên trong cơ thể khoảng tầm là 50g thôi và tốt nhất đó là chúng ta không nên vượt quá 25g. Thứ hai đó là các cái loại thực phẩm chế biến sẵn. Các cái loại thực phẩm chẳng hạn như cá khô này, nước mắm, thịt xông khói, xúc xích thì thường nó có một cái hương vị rất là đặc biệt và chúng ta yêu thích. Tuy nhiên thì các cái loại thực phẩm này thường chứa rất là nhiều nitrat và nó có thể được chuyển đổi thành nitrit trong dạ dày. Sau đó nó kết hợp cùng với thức ăn, nó tạo thành là cái amylonitrit. Và chất này thì có thể dẫn tới là cái tình trạng chúng ta bị ung thư đường tiêu hóa. Chẳng hạn như là chúng ta bị ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tụy và cái khả năng ung thư nó sẽ tăng cao hơn. Thứ ba, những cái đồ ăn mà quá nóng, 65 độ C thì đây chính là cái nhiệt độ của ung thư. Chẳng hạn như là chúng ta có thể bị ung thư thực quản, ung thư đại trực tràng. Người châu Á thì chúng ta rất coi trọng cái việc đó là ăn nóng, tức là trong mỗi bữa ăn chúng ta phải ăn những cái đồ ăn nóng. Nhưng mà theo một cái nghiên cứu mới nhất được công bố của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thì cái việc mà chúng ta ăn những cái đồ ăn nóng với cái nhiệt độ trên 65 độ C trở lên, chẳng hạn như là chúng ta uống cái cà phê quá nóng hay là cái chè quá nóng ấy, thì nó có thể dẫn tới tình trạng đó là chúng ta bị ung thư thực quản. Theo kết quả các cái nghiên cứu về bệnh học, những người chiều cho Trung Quốc rất thích uống các cái loại trà đạo, cháo nóng và họ đều là cái nhóm người mà có nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản, ung thư hậu môn trực tràng cao hơn. Nguyên nhân đó là bởi vì các loại thực phẩm mà quá nóng thì nó sẽ gây tổn thương cái niêm mạc thực quản. Và khi mà ăn các loại thực phẩm mà có cái độ nóng quá cao trong thời gian dài thì cái niêm mạc của chúng ta nó sẽ bị tổn thương mãn tính, nó dẫn tới cái tình trạng viêm nhiễm mãn tính, từ đó nó làm gia tăng cái khả năng chúng ta bị ung thư. Thứ tư đó là đồ nướng. Mùa hè thì mọi người thường thích ăn đồ nướng. Theo kết quả của một cái cuộc nghiên cứu thì người ta đã phát hiện ra cái việc mà thường xuyên ăn các cái loại đồ nướng như là thịt bò nướng, vịt nướng, thịt cừu nướng và các cái loại thịt xông khói thì nó rất dễ dẫn tới cái tình trạng đó là chúng ta bị ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Trong cái quá trình mà chúng ta chế biến các cái loại thịt xông khói thì nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều các cái azen. Benzopyrin là một trong các cái azen mà gây ung thư mạnh mẽ nhất trong số đó và nó sẽ dẫn tới là chúng ta bị đột biến tế bào gây ra ung thư. Vì vậy, tốt nhất đó là chúng ta nên hạn chế ăn các loại thịt xông khói nhé. Thứ năm, đồ ăn quá mặn. Theo các cái chuyên gia, muối dường như là một cái loại gia vị nguy hiểm nhất. Ăn quá mặn thì có thể dẫn tới tổn thương mãn tính đối với cái hàng rào niêm mạc dạ dày và dẫn tới tình trạng chúng ta bị ung thư dạ dày. Thứ sáu, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Dù có một cái hương vị rất là ngon, song những cái món ăn mà nhiều dầu mỡ ấy, thì thường chứa cái hàm lượng calo cao. Không những vậy, cái việc mà chúng ta sử dụng cái dầu ăn mà chúng ta cứ chiên đi chiên lại nhiều lần ấy thì nó cũng có thể sản sinh ra những chất mà gây ung thư. Một cái nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature thì cái việc mà chúng ta tiêu thụ các loại đồ ăn mà nhiều chất béo và calo thì có thể dẫn tới nhiều các loại bệnh ung thư khác nhau. Một chế độ ăn mà nhiều chất béo thì có thể làm tăng cái số lượng tế bào gốc ruột, cho phép chúng nhân lên vô hạn và dễ gây ra những cái khối u ở đường ruột chúng ta. Thứ bảy, đồ ăn bị mốc. Bình thường thì chẳng ai chúng ta dại dột mà đi ăn các loại thực phẩm mà nó đã bị mốc đúng không ạ? Thế nhưng ngô này, lạc, khoai khi mà nó bị mốc đôi khi chúng ta rất khó để phát hiện được. Hoặc là chúng ta không thì chúng ta thường là sẽ loại bỏ cái phần mốc đi và chúng ta sẽ ăn cái phần còn lại đúng không ạ? Thì theo các cái chuyên gia, thực phẩm mà bị mốc thì tốt nhất đó là chúng ta nên cương quyết là vứt bỏ đi.
không nên là loại bỏ cái phần mốc rồi chúng ta tiếp tục ăn, thì chắc chắn là cái nguy cơ mà chúng ta bị nhiễm độc do mốc nó sẽ rất là cao và cuối cùng nó có thể gây ra cái bệnh ung thư gan. Thứ 8 đó là rượu. Một cái báo cáo của Hoa Kỳ thì cho thấy nguy cơ mà mắc bệnh ung thư dạ dày của mọi người có liên quan mật thiết từ cái việc là chúng ta uống nhiều rượu. Cụ thể đó là việc mà uống quá nhiều rượu thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ chúng ta mắc bệnh ung thư gan và ung thư ruột. Tổ chức Ung thư Trung Quốc thì khuyến nghị nam giới nên uống không quá 20 cho tới 30 gram rượu mỗi ngày và phụ nữ thì không vượt quá 10 cho tới 15 gram. Thứ 9 đó là khoai tây chiên. Thì đây không chỉ là một cái món ăn mà chứa nhiều chất béo và lát chi, khoai tây chiên còn chứa nhiều những cái hương vị nhân tạo, chất tạo màu mà cơ thể của chúng ta không thể nhận dạng. Và cái việc mà chiên khoai tây ở nhiệt độ cao ấy để tạo lên một cái độ giòn thì nó cũng tạo ra nhiều các cái acrylamid. Đây chính là một cái chất mà gây ung thư được công nhận có trong thuốc lá. Và thứ 10 đó là khói thuốc lá. Hút thuốc có thể gây ra ung thư thì đây chính là một cái điều đã được thế giới công nhận rồi. Ngoài ra, những người khói nấu đồ ăn nó cũng có thể gây bệnh cho chúng ta đấy ạ. Khi mà chúng ta nấu nướng, những người nội trợ chúng ta thường áp dụng các cái phương pháp như là chiên này, xào này và chúng ta dùng một cái nhiệt độ rất là cao để chế biến các món ăn. Nhưng mọi người không biết rằng những cái phương pháp nấu ăn này rất dễ sinh ra nhiều khói dầu. Trong các loại khói đó thì có các cái ancan và nó có nguy cơ dẫn tới ung thư rất là cao. Và các cái chất hít vào tương tự như là PM2.5 này thì không những là ảnh hưởng tới da mà nó còn dẫn tới nguy cơ chúng ta mắc ung thư phổi nữa. Khi mà khói thức ăn nhiều thì hãy nhớ mở cửa sổ, bật quạt, bật hút mùi, cố gắng là chúng ta sử dụng một cái chế độ ăn uống xanh, không khói dầu để bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe. Như vậy, chúng ta có thể thấy là có 10 điều mà Dịch Sĩ Lan vừa kể ra trong video này thì mỗi người chúng ta đều đang thực hiện một cách vô thức, chúng ta không thể tránh khỏi hết được đúng không ạ? Nhưng mà làm sao chúng ta cố gắng là hạn chế hết mức có thể nhé. Chúng ta thực hiện cái việc ăn uống và các cái thói quen sống lành mạnh hơn thì ung thư sẽ không có đất để phát triển. Mọi người nhớ là chúng ta sẽ tránh 10 cái. Đầu tiên đó là chúng ta hạn chế đường này. Thứ hai đó là các cái loại thịt chế biến sẵn. Thứ ba đó là đồ ăn mà quá nóng, cái nhiệt độ trên 65 độ C. Thứ tư đó là đồ nướng. Thứ năm đó là những cái đồ ăn quá mặn. Thứ sáu đó là đồ ăn mà chứa nhiều dầu mỡ. Thứ bảy đó là những đồ ăn mà có dấu hiệu là bị mốc rồi thì tốt nhất là bỏ đi. Thứ tám đó là rượu bia. Thứ chín đó là khoai tây chiên. Và thứ 10 đó là khói thuốc lá. Nếu như các cô bác anh chị thấy video này hữu ích, hãy giúp Dịch Sĩ Lan chia sẻ và lan tỏa cho nhiều người để chúng ta cùng tránh và chúng ta không nuôi dưỡng tế bào ung thư hàng ngày nữa nhé. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dịch Sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dịch Sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dịch Sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.